dành một chút thời gian xếp hạng anh trai C2 nha, idol mình thích nha. Anh Du Hoàng hả? Không có nằm trong bảng xếp hạng idol mình thích. Lướt. Anh này hả? Mờ nhạt quá mình không biết. Lướt. Anh Phạm Đình Thái Ngân hả? Cũng được. Nhưng mà cũng mờ nhạt quá. Lướt, không có nằm trong bảng xếp hạng của mình. Không có nằm trong bảng xếp hạng người idol mình thích. Anh Dương Dumit hả? Cũng chiều cao ấn tượng, đẹp trai, mặc baby ru phong cách thời trang mình theo. Được, số 3. Anh Quân AB hả? Idol một thời của mình. Cũng y chang Dương Dumit luôn. Mặc baby hát hay, giọng ấm nữa. Số 2 đi. Ốc Kiều hả? Ốc Kiều hát cái bài đầu tiên cực kỳ hay luôn, dễ thương. Ca sĩ trẻ. Số 8 đi. Quang Hùng Mr hả? Đẹp trai hát hay. Hát hay nhất là cái bài Thái mọi người. Hay hay được. Chờ số 7 đi, cao Pháp Kiều xíu sao đâu. Đi Son hả? Không có ấn tượng với lại không có nằm trong bảng xếp hạng idol mình thích. Công Dương hả? Quá mờ nhạt. Anh Tú dĩ nhiên là số 1 rồi. Với lại anh Tú có một cái là phong cách với lại fashion rất là đẹp. Với lại một cái là hài hước. Mẫu người đàn ông mà ai cũng thích. Với lại Hào thích học hỏi theo anh Tú. Trai được. Cái đẹp mình luôn học theo, vui vẻ tích cực. Anh này hả? Anh này không có nằm trong bảng xếp hạng idol mình thích. Ca sĩ mới. Mình chỉ thích mấy ca sĩ hồi xưa thôi. Thứ 2 hả? Thứ 2 thì số 6 đi, đáng lẽ cho số 7 đó. Nhưng mà hết số 7 thì số 6. Chú Quang Trung mà. Chú này diễn hài hay, tích cực, vui vẻ. Nhưng mà đang xếp hạng ca sĩ nha. Chú này cũng là ca sĩ nhưng mà mới mà, đúng không? Nên là thôi. Chú này không có nằm trong bảng xếp hạng idol mình thích đó. Lướt. Karik hả? Karik hát hay, đẹp trai. Với lại mình thích nhiều bài của Karik hát đó. Với lại cái mặt cũng rất là đẹp trai nha. Số 5 đi. Quý hả? Không có nằm trong bảng xếp hạng idol mình thích. Anh này quá mờ nhạt, không có nằm trong bảng idol mình thích. Không có nằm. Lướt. Kim Tấn Kiệt chỉ như là số 4 rồi, đẹp trai. Hài hước, hát hay. Đóng phim gia đình số 1 cực kỳ hay luôn mọi người. Duyên. Isaac hả? Isaac hồi xưa, nói chung là hồi xưa cũng từng gặp một lần, chụp một tấm hình rồi ảnh đi hát á, trong một cái sự kiện mà mình đi tham dự, mọi người ảnh đi hát trong sự kiện đó, rồi cái ảnh về ảnh up cái tấm hình lên trang fanpage của ảnh, cái mình cũng up cái tấm hình, mình chụp ảnh trong cái bình luận cái trang fanpage ảnh, vui lắm. Trong là đẹp trai thì hay, mình đang tự chú mình nho cho số 1, số 9 đi. Anh này hả? Không có nằm trong bảng xếp hạng của idol mình thích. Anh này hả? Mình không biết. Anh này hả? Giàu quá không chơi. Thích chơi nhiều giàu. Anh này hả? Vũ Thịnh quá mờ nhạt. Có rệ rồi. Tạm anh. Không phải của idol mình thích. Của idol các bạn fan nè. Không phải của mình. Phải rồi, idol mình thích. Diễn hài coi hay nha. Đức Phúc và Đức Phúc hát mấy bài đám cưới hay, dễ thương, trai. Số 10 được rồi, hợp lý rồi mọi người. Quá hợp lý đúng không? Bye.